Chiều ngày 16 tháng 5 năm 2024, đoàn công tác của Ủy ban dân huyện do đồng chí Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án giao thông trên địa bàn huyện. Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra dự án đường giao thông nối tỉnh lộ 514 và quốc lộ 47C thị trấn Triệu Sơn và xã Minh Sơn. Dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường giao thông từ tỉnh lộ 515C đi xã Xuân Thọ. Đường nối tỉnh lộ 515C và đường từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn, từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý, Xuân Thọ, Thọ Tiến. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ Ủy ban dân xã Thọ Sơn đến đường tỉnh lộ 514B xã Thọ Sơn. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tiến độ thực hiện công trình và ý kiến của ngành chức năng của huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện Nguyễn Thành Luân yêu cầu đối với dự án đường giao thông nối tỉnh lộ 514 và quốc lộ 47C thị trấn Triệu Sơn và xã Minh Sơn, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tự tháo dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng phục vụ cho việc thi công. Giao cho các ngành chức năng của huyện thành lập ban cưỡng chế để phục vụ cho việc cưỡng chế đối với những hộ dân cố tình không thực hiện di rời. Đồng thời tập trung giải quyết vướng mắc, huy động máy móc, nhân lực tiếp tục thi công đảm bảo tiến độ. Đối với đường nối tỉnh lộ 515C và đường từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý Xuân Thọ, Thọ Tiến. Các phòng ban, ủy ban dân các xã có dự án đi qua tập trung bám sát công trình, xác minh nguồn gốc sử dụng đất đối với các trường hợp chưa nhất trí, xây dựng phương án bảo vệ thi công, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ được vai trò tầm quan trọng của dự án, chủ động di rời, bàn giao mặt bằng phục vụ cho dự án thi công đảm bảo đúng tiến độ. Đối với một số dự án đang thi công khác trong quá trình triển khai, cần phối hợp với các phòng ban liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, tập trung đẩy nhanh công tác giải tỏa hành lang nhằm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Yêu cầu các nhà thầu phải tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các gói thầu, đảm bảo chất lượng công trình theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong khi làm việc. Các nhà thầu cần phải có phương án bảo vệ nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, tránh bị mất mát hư hỏng. Chủ tịch Ủy ban dân huyện đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, các cơ quan chuyên môn có liên quan tăng cường giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ chất lượng, để các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.